Em là Thắng bên hãng xe máy Khánh Phép. Hello anh em nha. Nay em lên cho anh em con Winner V3 màu đỏ nhám. Đỏ nhám nha anh em. Màu lên điện thoại đẹp quá. Đăng ký 2021 nha. Ở 2022 chứ. Đắt vỏ nè. 2022 nha anh em. Kính hai cặp. Khóa hai chìa nha. Xe dắt trong hãng ra luôn. 47 cây. Đấy, 47 cây nha anh em. Xe này thì lướt ngang đây. Không có gì để nói à. Quá đẹp. Em tuốt không chạy nha. ABS. Giá mong muốn cho nó ra đi là 38 củ nha anh em. Win V3. Còn đầy đủ hết trơn luôn. Phụ kiện theo xe. Đấy. Quá đẹp luôn anh em ơi. Đây nè, đắt. Đắt nè. 2021, 2022 nha. Ốc dĩa nè. Quá đẹp. Không có chỗ chơi luôn nha. Xe này là xe hồ sơ nha. Hồ sơ sẵn luôn nha. Lái xe còn theo đầy đủ. Ngọn đồng mới chét nha. Win 38 cũ cho em. Win X V3 màu đỏ nhám. Lên máy cho anh em nghe luôn. Winx này được cái bô nghe sướng lắm anh em. Máy móc thì thầm. Đặc biệt V3 này nó có cổng sạc luôn nha anh em. Cổng sạc đây. Đấy. Găm chui USB là sạc nha. Cổng sạc 2A. Đấy. Quá tiện luôn em ơi. Rồi. Anh em nào thiện chí thì em để số điện thoại bên dưới á. Liên hệ giúp em nha. Rồi, cảm ơn anh em. Bye bye.